Thưa quý vị, sau một thời gian đóng băng bởi dịch COVID-19, hình ảnh các khu du lịch đông người cho thấy những tín hiệu rất khả quan, song cũng đặt ra những bài toán khó, nhất là vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. 26 triệu lượt khách đi du lịch nội địa trong quý 1. Lượng khách lưu trú qua đêm đã đạt 17 triệu lượt, nghĩa là gần bằng cả năm oái. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày vừa qua, một lượng lớn người dân tham gia du lịch tại một số khu điểm khiến các địa phương rơi vào bị động, đặc biệt là thiếu hụt lao động trong ngành du lịch. Tình trạng quá tải du lịch tại một số điểm du lịch diễn ra nhiều năm trước dịch COVID-19 và tiếp tục lặp lại ngay khi du lịch mở cửa hoàn toàn. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu tổng thể nào để đánh giá tác động cũng như phân bổ nguồn khách trong các kỳ nghỉ lễ. Chúng ta cần có một cái nghiên cứu rất là thấu đáo về quá trình phát triển cái lượng khách đến từng địa phương một, và chúng ta có những cái giải pháp rất đồng bộ để chúng ta điều tiết cái lượng khách đó. Cái sự nghiên cứu này nó rất công phu, bởi chúng ta phải nghiên cứu từng tháng một, từng mùa một, từng loại khách một và từng cái giá trị tài nguyên của từng điểm đến, cái độ hấp dẫn của các khu vực khác nhau để chúng ta điều tiết cái luồng khách cho nó phù hợp. Cho đến thời điểm này, trước kỳ nghỉ 30 tháng 4 sắp tới, hầu hết các địa điểm đẹp đã kín chỗ, đặc biệt là du lịch biển. Dự báo, du lịch dịp nghỉ lễ tới sẽ tiếp tục quá tải. Các chuyên gia lữ hành và ngay cả đại diện các công ty du lịch cũng có những khuyến nghị. Chúng ta nên có những kế hoạch đi vào những cái dịp lễ Tết thật sớm. Chúng ta nên liên hệ với các cái đại lý tour có uy tín để làm sao mà có được những cái xác nhận booking, xác nhận cái đặt dịch vụ của mình một cách cụ thể, chính xác. Sau đó thì chúng ta cũng cân đối cái thời gian đi trong năm. Thực tế, ngày lễ là dịp du khách có thời gian nghỉ dài nên việc quá tải du lịch tại một số nơi rất khó khắc phục. Ngành du lịch các địa phương đang vào cuộc để có các hoạt động kích cầu du lịch trải dài cả năm, cả thời gian thấp điểm. Sau 2 năm đại dịch, những cái bài học cho người làm du lịch đã thấm thía rằng phục vụ ít khách nhưng hiệu quả cao thì còn tốt hơn là phục vụ nhiều khách nhưng mà lại có nhiều vấn đề. Cái hoạt động du lịch tiếp tục tiếp diễn để phân bổ làm sao cho các cái hoạt động du lịch kéo phủ kín trong tuần và không quá lệ thuộc vào các cái ngày lễ. Để phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch cũng đang tích cực xúc tiến, quảng bá những điểm đến du lịch mới, thu hút du khách đến những vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, những địa phương có tiềm năng du lịch nhưng chưa được khai thác nhiều.